Rồi, Nam Quang xin kính chào quý vị khán thính giả của Trust Media Network. Sorry quý vị, nãy giờ hẹn cái hẹn tới hẹn lui, hẹn 4 giờ rồi 5 giờ. Bây giờ 5 giờ 20 rồi mới bắt đầu được. Cái văn phòng của Nam Quang mấy hôm nay bữa trước chứ xin lỗi, bữa trước Nam Quang có nói về cái chuyện là bán mask nè quý vị, với lại phát những cái bán mask với lại phát free mấy cái shield để che mặt đó. Thì hồi hôm qua anh Phan Thuần là cái người mà cung cấp những cái shield này với lại thuốc thuốc sát trùng, để nó quăng lấy ra luôn nha. Đây, những cái siêu này và những chai sát trùng rửa tay đó, thưa quý vị, khử khuẩn thì là được phát free. Thành ra quý vị nào muốn thì liên lạc với lại anh Phan Thuần qua cái số phone hồi hôm bữa anh Phan Thuần đưa. Năm Quang quên mất tiêu rồi, để coi cái số đó số mấy. Đây, hình như Năm Quang có đây. Cái số của anh Phan Thuần là 714 345 4231, 714 345 4231. Thì quý vị liên lạc cái số đó để mà quý vị nhận những cái siêu với lại thuốc sát trùng rửa tay, thì là miễn phí nha quý vị. Anh Phan Thuần còn có cung cấp thêm mấy cái miếng lót vô trong, mấy cái miếng lót của DuPont á, để mà mình lót vô trong cái mask của mình để nó tăng cái độ phòng ngừa virus hơn chút xíu nữa. Thì cái miếng đó cũng là free luôn. Quý vị liên lạc cái số phone của anh Phan Thuần là 714 345 4231, 714 345 4231. Quý vị cũng có thể liên lạc với lại cái số điện thoại của Nam Quang là 714 589 7454, 714 589 7454. Nhưng mà có một cái là cái số điện thoại của Nam Quang thì nó hơi bận nha quý vị nha, thành ra là có lúc Nam Quang trả lời, có lúc Nam Quang không có trả lời được. Thành ra nếu như mà quý vị muốn cần gấp á, thì liên lạc với lại cái số phone của anh Phan Thuần để mà quý vị nhận cái shield và cái chai này, cái chai thuốc rửa tay với thuốc sát trùng. Số phone ở trên của Nam Quang là số phone là 714 589 7454. Khi nào mà Nam Quang có mặt ở văn phòng ở phía trên lầu của Hủ tiếu Thanh Xuân, đối diện phía bên kia đường của Phước Lộc Thọ đó, thì Nam Quang sẽ trả lời những cái tin nhắn của quý vị và trả lời phone của quý vị, để mà quý vị biết chỗ lên đây để lấy mấy cái sản phẩm này hoặc là mua mask nha. Cái mask này Nam Quang nói lại một lần nữa là sản xuất ở Mỹ. Quý vị thấy cái stem ở Mỹ nè, cái stem ở Mỹ này là do anh Ca Trung Tâm mua máy móc và thuê người Mỹ ở Boston để sản xuất, và cái chất lượng thì hơn hẳn những cái mask sản xuất ở bên Trung Quốc, mà cái giá nó còn rẻ hơn nữa. Một hộp cho cái 3 lớp là 6 đồng, 50 cái khẩu trang ở trong một cái hộp này nha quý vị. 50 cái khẩu trang trong cái hộp này, 6 đồng một hộp cho loại 3 lớp và 7 đồng một hộp cho loại 4 lớp. Bên này là có màu xanh và màu đen thưa quý vị. Thì cũng là cái số phone 714 589 7454 để quý vị liên lạc để mua mask. Nếu như mà Nam Quang không trả lời, quý vị nhắn nhắn tin chút xíu nha, thì Nam Quang thấy cái tin nhắn thì Nam Quang sẽ trả lời lại cho quý vị. Hơi bận một chút xíu trong mấy cái ngày gần đây. Thì ngày mai thì Nam Quang nghĩ là thứ hai đó, thì Nam Quang sẽ có cái khoảng thời gian trống để Nam Quang trả lời cho quý vị về chuyện mask với lại mấy cái siêu này. Trên văn phòng của Nam Quang thì có, Nam Quang thấy chắc cũng phải có 4-5 thùng mà siêu này đó, thành ra cũng có đủ để phát cho bà con. Cũng có rất là nhiều người đã đến nhận cái thời gian vừa qua rồi. Thì Nam Quang, cái số phone ở trên màn hình đó thưa quý vị là 714 589 7454. Quý vị nhắn tin vô nha, rồi Nam Quang sẽ nhắn lại cho quý vị cái giờ, cái khoảng thời gian nào để mà quý vị lên quý vị lấy những cái sản phẩm free này. Thì trở lại với lại cái chương trình, cái tiêu đề của Nam Quang là Giáo hội Phật giáo Việt Nam
nhóm lợi ích là hai là cái vòng kim cô là siết chặt ở trên đầu Tỉnh Thất Bồng Lai đó, thưa quý vị, thì nó thật sự là nó như vậy. Bây giờ mình quay ngược lại cái vấn đề Tỉnh Thất Bồng Lai, thì trước trước khi mà nó đổi tên là Thiền Am Bên Bờ Vũ Trụ thì nó là Tỉnh Thất Bồng Lai trước đó rất là lâu rồi, và nó không có phải là ở Long An như bây giờ, mà nó hồi xưa nó ở cái địa điểm khác là phía trên ở trên Sài Gòn đó, thưa quý vị. Thì nó cũng có một số vấn đề đối với nhà cầm quyền của Cộng sản Việt Nam, và họ đã không cho ông Lê Tùng Vân vào cái thời gian đó cái giấy phép để mà hoạt động nữa, cho nên là ông ta mới dời về Long An. Thì ông ta cũng làm cái là nuôi trẻ cơ nhỡ đó, nuôi trẻ cơ nhỡ mồ côi, mở một cái cơ sở mà cái người đứng tên, cái người chủ đất của cái cơ sở đó là bà Cúc. Thì quý vị biết là cái cơ sở đó nó rộng vào khoảng chừng 2 hecta đúng không quý vị? Nó nằm 2 hecta thì đâu đó khoảng chừng 2 khoảng chừng 4.000 mấy, gần 5.000 mét vuông đó. Thì mình thấy được 4.000 mấy 5.000 mét vuông là một cái miếng đất rất là lớn, thưa quý vị, rất là lớn, và nó nằm gần quốc lộ nữa. Thì theo như là trên cái bản đồ mà hiện giờ mà Nam Quang có đó, thì nó ở gần quốc lộ 22. Thì nếu như mà quý vị đang coi ở trên trên YouTube mà kênh Trust Media đó, thì quý vị có thể thấy được là cái bản đồ Nam Quang đang cho quý vị coi đó, thì nó nằm gần quốc lộ 22 và cũng gần thị trấn Trảng Bàng với An Tịnh. Thì quý vị thấy ở trên bản đồ đó thì cái Tỉnh Thất Bồng Lai là nó cái điểm màu vàng đúng không quý vị, cái điểm màu vàng nằm cạnh đó, và xung quanh đó quý vị thấy cái gì? Xung quanh đó là quý vị thấy những cái chấm đỏ mà rất là nhiều nhiều những cái chấm đỏ đó. Thì những cái chấm đỏ đó là gì thưa quý vị? Những chấm đỏ đó là những cái dự án nó sắp sửa phát triển, giống như là dự án công ty cổ phần bất động sản Việt nè, công ty trách nhiệm hữu hạn đầu tư và xây dựng, rồi dự án Sài Gòn Ecolake, dự án Vistalake, dự án Cát Tường, Phú Sinh Eco City, dự án Hamilton Garden, rồi tổng dự án Hamilton Garden, rồi dự án Đất Nền Đức Hòa Long An, dự án Dragon Tân Tạo, go on như vậy, rất là nhiều những cái dự án nó nằm xung quanh, nó bao gồm xung quanh cái địa điểm là cái miếng đất của Tỉnh Thất Bồng Lai. Thì bây giờ có một cái này, bây giờ mình đang nói về giả thuyết thưa quý vị, cái này là một cái giả thuyết thôi, chứ còn bây giờ chưa có cái gì nó thật sự ra là nó đúng hết, cho nên là tất cả những gì mình nói mình đều dựa trên những cái chi tiết mà mình đang có, và nó có vẻ là nó thuyết phục được chúng ta hiện giờ. Thì bây giờ mình thấy được tất cả cái dự án đó nó nằm bao vây xung quanh khu vực địa điểm của Tỉnh Thất Bồng Lai, và mà quý vị nhìn trong cái dự án đó thì có những cái trong những cái dự án đó thì có những cái dự án nó nằm cách xa cái trục lộ quốc lộ 22 rất là xa, trong khi là cái miếng đất 5.000 thước vuông đó của Tỉnh Thất Bồng Lai đó nó nằm ngay bên cạnh quốc lộ 22. Thì quý vị thấy cái giá trị của cái miếng đất đó nó như thế nào? 5.000 mét vuông mà nằm ngay cạnh quốc lộ thì có phải là giá trị của nó hơn hẳn những cái miếng đất khác mà nó nằm xa quốc lộ không quý vị? Thì bây giờ nếu mà quý vị những cái người coi ở trên Facebook với lại trên một cái kênh khác của Nam Quang có thể là không có thấy cái đó, đây Nam Quang show cho quý vị coi. Đây. Cái chấm vàng là Tỉnh Thất Bồng Lai, và những cái chấm đỏ mười mấy 20 cái chấm đỏ xung quanh đó thưa quý vị là những cái dự án xây nhà, xây cửa, xây bất động sản rất là lớn của những công ty, những đại gia, những công ty mà mình biết rồi, cũng gần gần giống như là những con cá mập là Vingroup Homes rồi rồi FLC đó thưa quý vị. Thì
Quý vị biết là những cái người mà những cái công ty mà họ dính dáng đến bất động sản thì họ là những con cá mập, phải không quý vị? Rất rất là giàu và họ có tầm ảnh hưởng rất là lớn. Thành ra bây giờ cái giả thuyết là tại sao mấy chục năm trước ông Lê Tùng Vân cũng làm những cái công việc như vậy mà không có bị gì. Bây giờ khi mà xuống dưới Long An, mà ông ở Long An cũng khá lâu rồi phải không quý vị? Ông ở Long An cũng khá lâu rồi, ông cũng chả bị gì cả. Cho đến khi mà tất cả những cái dự án mà xây dựng nhà cửa ở Long An nó bắt đầu nó nở rộ, thì người ta mới khui, người ta mới quay ngược trở lại, người ta khui cái vụ Tỉnh Thất Bồng Lai lên. Giờ chúng ta suy nghĩ được là tại sao phải không quý vị? Thì đó, quý vị thấy ở dưới này nó có An Nông Residence nữa nè, thưa quý vị, rất là nhiều những cái dự án nó quay xung quanh đó, và tự nhiên có một cái người sở hữu 5.000 thước vuông mà họ có thể họ lấy được, thì tại sao họ không có lấy? Cái đó là cái mà một trong những cái điểm mà Nam Quang muốn nói tới cho quý vị hay, là bây giờ Tỉnh Thất Bồng Lai là một cái gai ở trong mắt của chính quyền. Cái này là một mũi tên bắn hai con chim, một mũi tên bắn hai mục tiêu. Tỉnh Thất Bồng Lai là cái gai trong mắt của Giáo hội Phật giáo Việt Nam. Giáo hội Phật giáo Việt Nam họ không muốn có một cái thế lực để cạnh tranh với họ, làm mất uy tín của họ. Tại vì Tỉnh Thất Bồng Lai sau những cái hoạt động văn hóa giống như là năm chú tiểu đi lên đoạt đoạt giải quán quân 2 năm liền, thì cái gọi là cái tiếng tăm của Tỉnh Thất Bồng Lai nó lên quá cao, và có 2 triệu người followers. Thì quý vị phải biết được á, là Giáo hội Phật giáo Việt Nam hiện giờ chỉ là giáo hội của nhà nước Cộng sản Việt Nam thôi, mà chúng ta hay gọi là sư quốc doanh. Thì quý vị biết là những trụ trì ở trong tất cả các chùa, gần như là tất cả các chùa bên Việt Nam đều là những người có quân hàm cả, có nghĩa là họ cũng là đại úy, thiếu úy hay là trung tá, đại tá, họ đều có quân hàm cả, và họ đều chịu sự ảnh hưởng và chịu sự quản chế của Đảng Cộng sản Việt Nam. Quý vị, thì mỗi lần mà quý vị thấy có những cái cuộc họp đảng đó, là họ những cái ông thầy chùa này, những đại đức, những sư tăng, những trụ trì này đều họp và có những cái chỉ họ những cái chỉ thị của ban tuyên giáo nhà nước Cộng sản Việt Nam, để mà họ xuống dưới đó, họ tùy tùy theo hoàn cảnh để mà họ gọi là họ cai quản cái địa phận của họ, thưa quý vị. Thì Nam Quang đã từng có dịp vô trong những cái chùa như vậy, và mình thấy được cái tính chất của cái giáo hội Phật giáo Việt Nam nó như thế nào. Tại vì sao, thưa quý vị? Mình phải nhớ là vào cái thời mà Việt Nam, miền Nam Việt Nam với miền Bắc Việt Nam vẫn còn trong giai đoạn chiến tranh trước năm 1975, thì các phong trào mà xuống đường của Phật giáo đó đa số là bị giật dây, đa số là bị giật dây bởi nhà cầm quyền Cộng sản Việt Nam, và ở miền Bắc là Việt Rồ và Việt Cộng là những người mà trà trộn vô trong Giáo hội Phật giáo Việt Nam để mà kích động. Thì họ họ dư sức, họ biết là cái nắm được giáo hội, nắm được tôn giáo, nắm được Phật giáo, và cũng giống như nắm được công giáo đó, thưa quý vị, là cái key của vấn đề. Họ rất là sợ tôn giáo, tại vì tôn giáo, khi mà đụng đến tôn giáo đó, nó người dân đó, họ họ có một cái niềm tin, họ có một cái niềm tin, và nó đó là một cái sự kết dính, họ có một cái điểm chung. Tôn giáo, những cái người Phật giáo thì họ có một cái điểm chung là họ tin Phật. Rồi
Công giáo họ có một cái điểm chung là họ tin vào Chúa. Tất nhiên họ có một cái điểm chung để mà họ đoàn kết lại. Thì người Cộng sản đó họ rất là sợ cái vấn đề đoàn kết. Cho nên là họ, khi mà họ chiếm được miền Nam rồi đó thưa quý vị, họ chiếm được miền Nam Việt Nam rồi, thì họ có một cái kế hoạch là họ phải nắm tôn giáo. Họ phải đưa những cái cán bộ của họ vô nắm chùa chiền. Họ phải đưa cán bộ của họ vô nắm nắm nhà thờ thưa quý vị. Họ gài và họ cắm. Mặc dù là gài vô nhà thờ nó hơi khó hơn chùa, nhưng mà họ cũng có gài vô trong nhà thờ được. Nhưng mà phần lớn chùa chiền ở bên Việt Nam, những ông thầy chủ trì toàn là sư quốc doanh thôi. Toàn là sư quốc doanh thôi. Cho nên là bây giờ có một cái thế lực, có một cái thế lực mà nổi lên có thể là gây ảnh hưởng, gây tầm ảnh hưởng, thì họ không có để cho cái trứng đó nó nở ra, ra con gà. Tại vì sao thưa quý vị? Họ dư sức, họ biết là hồi xưa họ là những cái người lợi dụng tôn giáo mà. Họ là những cái người lợi dụng tôn giáo, cho nên họ biết là nếu như mà để cho những cái tổ chức tôn giáo tự phát như thế này mà nó phát triển rộng ra, nó có nhiều tín đồ hơn và từ từ nó mạnh hơn đó, thì họ sẽ không có cái khả năng để mà họ control nó. Thành ra khi mà như vậy nó rất là nguy hiểm. Một tổ chức nó lớn lên, một tổ chức tôn giáo lớn lên, hai tổ chức tôn giáo lớn lên, ba tổ chức tôn giáo nó lớn mạnh lên, thì họ không thể nào mà họ control nổi nữa. Tại vì quý vị nhớ là họ cũng đã có cái ý họ dẹp Phật giáo Hòa Hảo, họ cũng có cái ý là họ dẹp Cao Đài, nhưng mà cuối cùng không có được, là tại vì người dân mà tin vô Hòa Hảo và người tín đồ của Cao Đài quá đông đi, thành ra họ không thể nào mà họ dẹp được. Cho nên họ phải chấp nhận cái đó. Nhưng mà ngoài những cái giáo phái lớn, những cái tôn giáo lớn, thì họ không có muốn bất cứ một cái tôn giáo nào nó phát triển nữa. Bởi vậy trong cái vấn đề mà họ ngăn chặn Tịnh Thất Bồng Lai đó thưa quý vị, là Giáo hội Phật giáo Việt Nam và nhà cầm quyền Cộng sản Việt Nam là một. Họ không có muốn Tịnh Thất Bồng Lai phát triển, họ không có muốn nó get out of hand. Thành ra bây giờ muốn chặn lại ngay lúc này thì họ chặn lại. Cái đó là cái chuyện, cái đó là cái vòng kim cô thứ nhất xiết trên đầu của Tịnh Thất Bồng Lai. Thì bây giờ vào cái lúc mà đất đai lên và cái miếng đất của Tịnh Thất Bồng Lai thành ra một cái miếng đất của Tịnh Thất Bồng Lai nó thành ra một gọi là một cái mỏ vàng, một cái mỏ kim cương ở đó, thì những cái đại gia về địa ốc, đại gia về bất động sản, những tập đoàn lớn nó thấy được là Tịnh Thất Bồng Lai là một cái cần, cái miếng đất đó nó cần phải lấy cái lại của Tịnh Thất Bồng Lai. Thành ra bây giờ nó kết hợp với nhau. Ok, một bên là nhà cầm quyền Cộng sản Việt Nam muốn dẹp cái tôn giáo này, muốn dẹp Tịnh Thất Bồng Lai, không cho phát triển nữa. Còn phía còn lại là cái nhóm lợi ích nó muốn lấy cái miếng đất của Tịnh Thất Bồng Lai. Cho nên là bây giờ hai bên nó kết hợp lại với nhau để nó đánh Tịnh Thất Bồng Lai. Thì hai cái vòng kim cô này mà nó siết trên Tịnh Thất Bồng Lai thì làm sao mà Tịnh Thất Bồng Lai chịu cho nổi quý vị? Đó quý vị nhìn. Quý vị nhìn cái bản đồ là quý vị thấy rồi. Tịnh Thất Bồng Lai là một cái mỏ vàng. Tịnh Thất Bồng Lai là một cái mỏ vàng của và những cái ông lớn ở bên cạnh không thể nào mà có thể để cho cái miếng đất đó, để cho Tịnh Thất Bồng Lai sử dụng cái miếng đất đó được. Họ phải có trong tay cái miếng đất đó. Thì đó là một trong những cái giả thuyết mà rất là thuyết phục hiện giờ. Rất là thuyết phục hiện giờ. Mình chưa có nói đến để em quan coi. Mình chưa có nói đến cái vấn đề là ai đúng ai sai ở đây.
À đúng hay sai ở đây là ông Lê Tùng Vân có loạn luân hay không? Tại vì ở bên khi mà công an họ kiểm tra tỉnh thất Bồng Lai thì họ có một cái cuốn sổ mà họ nói là cái cuốn sổ ghi những cái chu kỳ kinh nguyệt của những người phụ nữ ở trong tỉnh thất Bồng Lai. Thì họ chỉ nói đến đó thôi và họ để dư luận và quần chúng và cộng đồng mạng đó là cái trí tưởng tượng của mọi người bắt đầu là làm việc. Những người chống tỉnh thất Bồng Lai á, thì họ nói là cái cuốn sổ ghi chu kỳ kinh nguyệt đó là để tránh thai, nghĩa là ok cái cô này tới cái ngày đó là cái ngày chu kỳ kinh nguyệt nó như vậy, tới cái ngày đó là ngày rụng trứng, cho nên là không có được quan hệ tình dục vào sau cái ngày rụng trứng đó mấy ngày để tránh thai. Thì đó là cái suy nghĩ của những người đang nghi ngờ và kích đang đang cho là tỉnh thất Bồng Lai Thiện Am Minh và Vũ Trụ và những cái ông người nam với lại Lê Tùng Vân ở trong đó đó là dùng cái cuốn sổ đó để mà coi theo dõi cái chu kỳ rụng trứng của những người phụ nữ trong đó, để khi mà họ quan hệ về tình dục thì họ không có make baby ấy, là họ không có thụ thai, thưa quý vị. Thì đó là cái suy nghĩ của những người hiện giờ đang chống Thiền Am. Ok, thì bây giờ những cái người mà ủng hộ Thiền Am thì họ nghĩ sao? Những người ủng hộ Thiền Am thì họ nói: trời ơi, cái cuốn sổ đó đó, cuốn sổ ghi mà chu kỳ kinh nguyệt đó đó, là tại vì khi mà những người phụ nữ tới chu kỳ kinh nguyệt đó có kinh đó, thì họ không có được vô trong bàn thờ Phật để mà họ họ thờ Phật, họ cúng, họ lại. Thành ra đó, cái chuyện đó đơn giản lắm mà tại sao không nghĩ ra, lại nghĩ tầm bậy tầm bạ. Thưa quý vị, cái vấn đề thật sự ra năm quan không có rành về vấn đề luật là những người phụ nữ có kinh nguyệt thì vào cái thời điểm đó thì không có được tới thờ Phật hay làm sao, năm quan không có biết, không biết là có cái giới luật đó hay không. Nhưng mà cái theo như năm quan nghĩ nha, thưa quý vị, cái vấn đề của người phụ nữ cái kinh nguyệt đó nó là rất là tự nhiên, người ta đâu có muốn người ta có kinh nguyệt đâu, cái đó đâu có gì là xấu xa đâu, cái đó đâu có gì là dơ bẩn đâu, phải không quý vị? Thành ra ủa tại sao khi mà người ta có kinh nguyệt thì người ta lại không được tới bàn thờ Phật, hay là người ta có kinh nguyệt thì người ta không được làm cái này, không được làm cái kia? Cái chuyện của người phụ nữ đó nó dính dáng đến cái gọi là cái một cái vấn đề rất là tự nhiên của sinh học, đúng không quý vị? Một vấn đề rất là tự nhiên của trời đất, và từ những cái đó nó còn sinh ra em bé, nó tạo ra một cái thế giới này mà. Thì nó đâu có cái gì, cái đó nó còn quý nữa, cái đó thực sự ra mình thấy cái đó là một cái chuyện rất là thiêng liêng nữa, đúng không quý vị? Từ cái đó nó có người phụ nữ mới thành ra người mẹ, đúng không quý vị? Thành ra có cái gì đâu mà khi mà có kinh nguyệt thì không có được tới lạy Phật hay là thờ Phật. Thành ra một trong những cái nếu như mà trong giới luật của Phật giáo mà có cái luật đó thì Nam Quang thấy cái luật đó quá vô lý, đúng không? Chẳng lẽ giờ người phụ nữ có kinh nguyệt họ không được làm gì trong cái thời gian đó hết? Ủa, mấy người phụ nữ có kinh nguyệt gì đó Nam Quang vẫn thấy họ đi nhà thờ làm lễ ở trên nhà thờ hay sao mà, phải không? Họ đâu có, nhà thờ đâu có cấm phụ nữ có kinh nguyệt là không được đi dự lễ, không có được đi nghe cha giảng, hay là đi không được đi này đi kia đâu. Nên đó, bởi vì những cái lời giải thích đó nó không có thuyết phục Nam Quang. Ok, Nam Quang không biết luật đó nhưng mà cái lời giải thích đó nó không thuyết phục Nam Quang. Nam Quang thấy được là cái đó nó vô lý, cái đó nó vô lý. Còn cái chuyện mà nếu như mà nó có cái luật đó và Tịnh Thất Bồng Lai dùng cái đó, dùng cái cuốn sổ đó để mà control những người phụ nữ ở trong thiền am không có được đi vô trong chính điện thờ Phật hay gì đó thắp nhang trong cái thời gian mà họ có kinh nguyệt, thì cái chuyện đó Nam Quang không có biết. Ok, Nam Quang chỉ thấy đó là cái chuyện rất là vô lý. Thành ra bây giờ mỗi người nghĩ một kiểu, mình không có biết được cho đến khi nào mà công an hay là nhà chức trách gì đó họ điều tra và họ có kết luận của họ. Nhưng mà trong vấn đề này, Nam Quang cũng nhắc lại,
Trong cái vấn đề này nó còn nhắc lại như vậy. Nam Quang không có tin vô cái cơ quan điều tra của công an Long An từ sau cái vụ Hồ Duy Hải, thưa quý vị. Nam Quang không có tin vô trong cái cơ quan điều tra của cảnh sát Long An và Viện Kiểm sát Long An, cũng giống như là tòa án của Long An nữa. Nam Quang không có niềm tin ở họ. Thành ra nếu như mà nhà cầm quyền Cộng sản Việt Nam và chính quyền tỉnh Long An đó muốn thuyết phục được người dân, muốn thuyết phục được quần chúng, muốn thuyết phục được cộng đồng mạng, xã hội Việt Nam, thì chỉ có một cái rất là đơn giản là họ phải mời một cái bên thứ ba vô, một cái tổ chức độc lập, họ vô, họ xét nghiệm DNA, họ vô họ kiểm tra lại những cái chứng cứ, họ bắt đầu họ rà soát lại tất cả những cái bước điều tra nó như thế nào, nó có hợp lý không, nó có đúng luật không, nó có tôn trọng nhân quyền hay không. Thì lúc đó, những khi mà cái cơ quan điều tra độc lập đó họ đưa ra cái kết luận thì nó mới phù hợp với lòng dân, nó mới thuyết phục được người dân. Chứ còn bây giờ nếu như mà quý vị vừa đánh trống, vừa thổi kèn, quý vị cũng là người bắt, quý vị cũng là người truy tố, quý vị cũng là người xét xử luôn, thì nó làm sao mà có cái sự công bằng ở đây? Công an tỉnh Long An nói là bây giờ chúng tôi phải làm việc với lại Viện Kiểm sát và Tòa án Nhân dân để đưa ra một cái kết luận chung. Trời đất ơi! Quý vị làm giống như y chang cái ông Nguyễn Hòa Bình á. Cái ông Nguyễn Hòa Bình cũng trong cái vụ mà Long An đó, ổng mặc tới ba cái áo lận. Ổng mặc cái áo màu xanh của công an, màu xanh green đó, màu xanh lá cây của công an. Ổng mặc cái áo màu xanh lam, baby blue của Viện Kiểm sát, rồi ổng mặc luôn cái áo choàng của thằng tòa án nữa quý vị. Chơi kiểu đó chơi với ai phải không? Chứ kiểu đó chứ vai. Thành ra trong cái vụ vấn đề thiền an bên bờ vũ trụ này đó, Nam Quang chưa có một cái kết luận gì hết. Nam Quang chỉ nói là quý vị điều tra trong cái vấn đề quý vị lấy DNA của người ta là quý vị sai, quý vị vi phạm nhân quyền. Còn cái vấn đề mà mấy quý vị đối xử với lại mấy đứa bé đó, quý vị chưa có một cái chi tiết gì hết mà quý vị đem tên tuổi của mấy đứa bé ra, quý vị để lên trên báo chí, quý vị nói là nó là con của ông Lê Tùng Vân, rồi nó là con của người này người kia tùm lum hết, quý vị đưa tên tuổi của mấy đứa bé nó lên như vậy, thì cái đó cũng là một cái gọi là cái vi phạm nhân quyền, vi phạm luật rất là rất là tệ hại. Mà nếu mà ở Mỹ á, thưa quý vị, đây là cái chuyện này là không thể chấp nhận được, và tòa án họ sẽ bác bỏ ngay cái vụ kiện tụng này. Tại vì ở Mỹ đó, nó giống như Nam Quang nói chuyện với lại anh Nguyễn Tiến Dũng trên show với lại Nguyễn Tiến Dũng một lần á, những tên của những em bé này đó là phải được siêu lại, là phải được cover lại, không có được đưa ra. Tại vì những em bé này dưới tuổi vị thành niên, và sau này nó đâu thể nào nó chịu cái tội của người lớn được quý vị. Nó đâu có. Những thí dụ đi, nếu như mà ông Lê Tùng Vân ổng có những cái sai phạm trong vấn đề quan hệ tình dục với lại những người cận huyết thì những đứa bé này nó vẫn không có tội, thưa quý vị. Những đứa bé này nó không có tội thì nó không có tội, sao nó lại phải chịu cái tội lỗi của những người lớn mắc phải? Tại vì khi mà có tên có tuổi những đứa bé này như vậy, đẻ lên online như vậy đó, thì sau này nó đi học làm sao, bạn bè nó cũng sẽ chọc ghẹo chê cười nó, phải không quý vị? Thế nên vậy nó rất là tội. Bởi vậy là cái cách mà hành xử của chính quyền tỉnh Long An cũng giống như là báo chí Việt Nam, nó vi phạm nhân quyền một cái điều rất là tệ hại. Mà Nam Quang nghĩ họ biết chứ không phải họ không biết, nhưng mà họ bất chấp. Họ muốn phục vụ cho cái lợi ích của họ. Họ muốn báo chí, họ muốn câu khách, câu view. Còn phía bên chính quyền tỉnh Long An hay là những cơ quan điều tra đó, họ muốn đưa ra như vậy để mà những cái chứng cứ của họ nó đưa ra nó thuyết phục hơn. Là ok, có tên tuổi này nọ nè, thằng bé này là con của ông Vân nè, thằng bé này là con của ông
ông Vân với lại em gái nè, rồi thằng bé này là con, thằng Bi là con của ông Vân với lại con gái của ông nè, họ phải làm cho nó chi tiết ra như vậy để cho những cái chứng cứ của họ đưa ra nó thuyết phục quần chúng. Thì lúc đó họ mới làm cho quần chúng tức giận ông Lê Tùng Vân, rồi xong sau đó họ quần chúng sẽ quay ngược lại coi như là giận dữ chửi bới ông Lê Tùng Vân ở trên mạng xã hội. Thì đó là cái cách mà họ muốn dẫn dắt dư luận. Họ rất là khéo léo để họ dẫn dắt dư luận, cũng giống như trong bất cứ những cái trường hợp mà họ muốn, giống như là Việt Á vậy đó quý vị. Họ dẫn dắt dư luận rất là hay trong vấn đề Nanocovax, vaccine Việt Nam, họ cũng dẫn dắt dư luận vậy. Tại vì họ nắm trong tay báo chí mà, họ ban tuyên giáo nói cái gì thì họ làm cái đó. Cho nên trong cái vấn đề này chúng ta phải tỉnh táo. Năm qua vẫn không có kết luận gì về chuyện loạn luân hết, năm qua không có biết được cái chuyện đó, cho đến khi mà một cái công ty độc lập hay là một cái cơ quan độc lập nào mời một cái cơ quan xét nghiệm DNA ở quốc tế về để mà xét nghiệm DNA của mấy mấy người ở trong Thiền Am. Thì bây giờ thật sự ra để mà đánh tan dư luận đó, Thiền Am không có còn một cái con đường nào khác hết là phải chấp nhận để thử DNA một cách công khai. Thiền Am đã bị người ta báo chí này nọ bao nhiêu nó kết tội như vậy rồi, thì bây giờ chỉ còn cái cách là ok thôi, bây giờ đó, bây giờ đi thử DNA đi. Nếu như mà Thiền Am không có tội nha. Ok, họ cho phép thử DNA, nói ok, tôi là bây giờ là báo chí Việt Nam, nhà nước Việt Nam vu khống chúng tôi. Chúng tôi mời một cơ quan quốc tế về Thiền Am thử DNA luôn. Thì lúc đó nếu mà cái kết quả nó ra, họ không có loạn luân, cái kết quả nó ra như vậy thì đó là một cái tát vô trong mặt của chính quyền tỉnh Long An và chính quyền Đảng Cộng sản Việt Nam. Tại sao không làm như vậy? Thì Nam Quang không biết. Nhưng mà nếu như mà Nam Quang đề nghị á, thì Nam Quang đề nghị với lại ông Lê Tùng Vân và những người trong Thiền Am, bây giờ họ không có còn một cái lựa chọn nào khác là họ phải làm như vậy, chơi bài ngửa với tụi nó luôn. Còn nếu như mà họ không có dám thử DNA đó, thưa quý vị, thì nó có một cái gì đó nó hơi mờ ám trong cái chuyện này, đúng không? Có một cái đám mây nó bao phủ ở trên cái chuyện này, nếu như mà ông Lê Tùng Vân và những người trong Thiền Am không có thử DNA. Tại sao không không có thử DNA đi? Chơi luôn. Thì nếu như mà ok, minh bạch hết tất cả mọi chuyện ra. Nè, tôi thử DNA nè. Ông Nhất Nguyên nè, ông Nhị Nguyên nè, ông gì đó, thằng mấy ông mấy chú tiểu Pháp Vân hay gì đó tức ra thử hết để coi coi có ai matching vô trong cái DNA của ông Lê Tùng Vân không. Có những cái tin đồn là ông Lê Tùng Vân quan hệ với lại Huyền Trân gì đó rồi lại có baby, thì đem ra thử luôn Huyền Trân rồi đem ra thử thằng bé đó luôn để coi có hay không. Thì lúc mà đã có cái kết quả đó rồi, người dân sẽ tung hô, người dân sẽ đứng về Thiền Am. Bây giờ sẽ không có những cái người nào mà nghi ngờ gì nữa hết á. Bây giờ có rất là nhiều người nghi ngờ Thiền Am là loạn luân, cho nên họ chống Thiền Am bất chấp luôn. Thì tại sao bây giờ không nhân cơ hội này thử DNA đi, rồi xong cũng mình chơi một cái mũi một mũi tên luôn, Thiền Am cũng chơi một bắn một mũi tên ra, hạ gục hết tất cả các đối thủ hết, lấy được lòng tin của người người dân, tố cáo được cái bộ mặt lừa đảo của chính quyền tỉnh Long An và Đảng Cộng sản Việt Nam trong cái chuyện này. Nếu mà Đảng Cộng sản Việt Nam tụi nó chỉ đạo trong cái chuyện này tất cả những cái chuyện đó, và có cái cơ hội là giữ lại cái miếng đất, không có cho cái đám cần cần nữa, cái đám cần cần đã cái đám những cái tập đoàn bất động sản nó lấy nữa, thì tại sao mình không làm? Cái đó là một cái đề nghị của Nam Quang, mà Nam Quang nghĩ là cái đề nghị này nó sẽ giải quyết được hết tất cả, trừ khi là phía sau đó nó có những cái gì đó nó làm cho người ta không có làm được. Thì Nam Quang không biết, mình không ở trong chăn ra mình không biết chăn có rợt, nhưng mà đó là một cái đề nghị của Nam Quang là như vậy. Thì chỉ có một cái giải pháp đó thì Thiền Am mới thoát ra khỏi vòng kim cô thôi. Nhưng mà cái đó mình chưa, cái đó là chỉ là vòng kim cô loạn luân thôi thưa quý vị. Nhưng mà còn cái vấn đề mà nhà cầm quyền Cộng sản Việt Nam họ họ đang truy tố ba người là Nhất Nguyên, Nhị Nguyên với lại ông, để đông quan coi kìa,
Hoàng Nguyên rồi Nhất Nguyên với lại một người nữa tên gì Trùng Dương, Phong Lê Thanh Trùng Dương, đúng rồi. Những người này họ bị chính quyền tỉnh Long An truy tố một cái tội là lợi dụng quyền tự do dân chủ để mà xâm phạm tới lợi ích của cá nhân và nhà nước. Thưa quý vị, những cái nhà hoạt động dân chủ và những cái người nhà hoạt động tôn giáo đó, họ luôn luôn bị dính vô cái tội này. Họ luôn luôn bị dính vô cái tội này. Giống như cái nhà hoạt động dân chủ Trang đó, cái gì Trang đó, quan tự nhiên quên mất, cô vừa mới bị bắt đó, cũng là bị kết tội vô trong những cái tội nó rất là mơ hồ này thôi, rất là mơ hồ thưa quý vị. Lợi dụng, họ có thể dùng cái chữ này để họ ghép cho quý vị bất cứ một cái gì nhỏ nhỏ thôi, họ dùng cái tội này họ cũng có thể gán ghép được cho quý vị rồi. Quý vị không có chạy được, tại vì sao? Họ vừa là cái người bắt quý vị, họ là vừa là công tố viên và họ là vừa là cái người xử án, thì làm sao quý vị chạy đi đâu được? Mà cái tội này nó mơ hồ lắm. Nó rất là mơ hồ. Quý vị có thể viết một cái bài trên blog thôi. Quý vị có thể viết một cái bài gì đó trên trên YouTube, lên YouTube nói một vài câu, hoặc là viết một cái status ở trên Facebook, hoặc là viết một cái gì đó trên Twitter, đăng vài tấm hình trên Instagram, là quý vị có thể là bị người ta kết vô tội này rồi. Quý vị có thể viết một vài bài nhận định gì đó là quý vị có thể là đi tù rồi. Với cái tội là lợi dụng tự do dân chủ để mà gây gọi là gì, lợi dụng quyền tự do dân chủ này, nó quan nói gì tự nhiên quên, lợi dụng quyền tự do dân chủ để mà chống lại nhà nước với lại gây bất ổn cho cá nhân và cho nhà nước gì đó, nói là như vậy. Nó rất là mơ hồ, cho nên trong cái vấn đề này Nam Quang thật sự ra Nam Quang không có thấy Nhị Nguyên, Nhất Nguyên hay là Dùng Dương nói gì mà nó bất lợi cho nhà nước. Mấy ông này cũng không có kêu gọi tự do dân chủ, mấy ông này cũng không gọi kêu gọi chống phá nhà nước. Thật sự ra tất cả những gì mà họ làm vừa rồi á là họ chỉ đi ca hát thôi, họ đi ca hát thôi, và họ có kéo lên đòi người, kéo lên lên công an phường đòi người trong cái vụ Diễm My, rồi họ họ có kiện tụng những cái cá nhân mà xâm phạm vô trong cái tư gia của họ, thì cái đó là cái quyền của họ. Ủa, ví dụ bắt người của họ thì họ có quyền họ lên họ nói, ủa tại sao lại bắt người của tôi, tại sao bắt người của nhà tôi không không có lý do, thì họ có quyền làm chuyện đó chứ, đúng không quý vị? Đó, bởi vậy á là những họ họ đâu có làm, Nam Quang so với Nam Quang thấy á, là họ không có làm cái gì mà nó ảnh hưởng đến nhà nước Việt Nam cả. Chỉ có cái là họ những cái chuyện mà họ làm, những cái họ họ đạt được cái sự yêu mến của quá đông người, họ đạt được cái sự yêu mến của quá đông người, và cái đó, cái chuyện đó nó làm cho giáo hội Phật giáo Việt Nam rất là khó chịu. Tại vì nếu như mà cái thế lực của họ bành trướng ra thì bây giờ thí dụ có một cái bánh, đúng không quý vị? Có một cái bánh, người dân Việt Nam có 90 mấy triệu, phải không quý vị? Thì cho là khoảng chừng 30 đến 40 triệu người Việt Nam là theo Phật giáo đi. Thì bây giờ cái bánh Phật giáo là khoảng chừng 30 triệu người, đúng không? Cho là cái bánh. Thì giáo hội Phật giáo Việt Nam hiện giờ bây giờ đang đang control Phật giáo là 30 triệu người. Bây giờ tự nhiên có cái Thiền Am nổi lên. Thiền Am nổi lên xong thì có Thì nhiên Thiền Am kéo được khoảng chừng 2-3 triệu người đi theo Thiền Am. Có phải là 2-3 triệu người đó bây giờ họ tự nhiên họ không có họ họ bớt tin đi, có thể là không tin nữa, hoặc là bớt tin cái giáo hội Phật giáo Việt Nam đi không quý vị? Thì có nghĩa là giáo hội Phật giáo Việt Nam phải chia cái bánh, chia một miếng bánh qua cho Thiền Am. Bây giờ mới như vậy thôi là chia 2 triệu rồi. Bây giờ mai mốt lúc mà Thiền Am mạnh hơn nữa, lớn hơn nữa, nhiều người nữa, 5 triệu, 10 triệu, 30 triệu, có phải là giáo hội Phật giáo Việt Nam lúc này họ không có còn cái tầm ảnh hưởng nữa không quý vị? Là Thiền Am họ sẽ ảnh hưởng rất là nhiều. Cho nên là họ ra tay họ ngăn chặn trước. Họ ra tay họ ngăn chặn trước. Họ không có muốn
để sau này Thiền Am phát triển quá lớn rồi, lúc đó họ không có ngăn chặn được nữa, chỉ bằng họ họ chặt ngay từ giờ, không có để cho cái cây nó quá lớn, cái cây nó thành cây cổ thụ là khó chặt lắm. Bây giờ nó chỉ là một cái cây nhỏ thôi, bứng một bụp một cái là xong. Mà bứng lại giờ là đã thấy khó rồi thưa quý vị. Tại vì Thiền Am bây giờ được rất là nhiều người họ thương, cho nên là bây giờ họ bứng rất là khó. Trước khi họ bứng Thiền Am thì họ phải gây dư luận, họ phải nói Thiền Am là loạn luân, họ phải nói Thiền Am này Thiền Am kia để mà tạo dư luận, để cho dư luận ghét Thiền Am, thì lúc đó họ bứng Thiền Am nó mới dễ. Nhưng mà rất là khó, hiện giờ cũng khó lắm chứ không phải, tại vì bắt đầu bây giờ nó có những cái tổ chức của thế giới họ bắt đầu họ để ý đến cái chuyện này rồi. Thì theo như là anh Nguyễn Tiến Dũng anh nói thì Nam Quang cũng nghĩ là nó cũng hay khi mà những cái tổ chức của thế giới, tổ chức nhân quyền của thế giới họ dòm ngó vô, thì mình sẽ coi như là cái đó là một cái bên thứ ba đó quý vị, họ sẽ nhà vô để mà họ coi coi cái chuyện này nó cái chuyện ất giáp như thế nào. Cũng có thể là họ cũng sẽ đưa đến một cái đề nghị là thử DNA về cái chuyện loạn luân. Thì cái những mình nếu mình đặt cái giả thuyết này ra thì mình cũng phải đặt ra một cái giả thuyết khác. Bây giờ thí dụ như vậy, nếu như mà thật sự Thiền Am có cái chuyện loạn luân thì chúng ta sẽ nghĩ như thế nào? Chúng ta có sẽ tiếp tục ủng hộ Thiền Am hay không? Nhưng mình phải đặt ra cho mình cái câu hỏi đó, tại vì không có cái gì là không thể hết, không có gì là không thể. Cho nên là mình phải đặt cho mình cái câu hỏi đó. Chúng ta những cái người có tâm, chúng ta nhìn những em bé, chúng ta rất là thương, những em bé rất là dễ thương, rất là thông minh, chúng ta rất là thương, dễ thương. Nhưng mà ở sau một cái bức màn đó, làm sao chúng ta có thể biết được cái chuyện gì nó xảy ra? Chúng ta đâu ở trong gia đình của họ đâu, chúng ta đâu có biết cái chuyện gì nó xảy ra đâu. Cho nên là bây giờ nếu như mà Thiền Am họ 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 bị cáo buộc, đúng không quý vị? Họ bị cáo buộc là loạn luân. Thì và cái này nó không có còn ở trong cái khuôn khổ là gia đình nữa, mà bây giờ nó đã thành ra một cái vấn đề của xã hội rồi, được xã hội quan tâm rất là nhiều, thì chỉ có một cách duy nhất mà Thiền Am có thể làm hiện giờ là họ phải thử DNA để mà họ họ clear cái tên của họ, họ họ làm cho cái thanh danh của họ nó trong sạch, nếu như mà họ họ muốn. Chứ còn nếu họ họ cứ để như vậy thì cuối cùng là cái bất lợi là nó sẽ nằm ở phía họ, thưa quý vị. Nếu như mà họ họ không có loạn luân gì hết thì có thể là những tổ chức quốc tế họ cũng sẽ mạnh dạn hơn để mà họ nhảy vô trong đó, họ họ bênh vực Thiền Am. Chứ còn không á thì họ chỉ sẽ bênh vực những đứa bé thôi, chứ còn họ không bênh vực những người lớn. Tại tại sao? Họ vẫn có thể là họ sẽ nghi ngờ nhà nước Việt Nam, họ sẽ đưa ra những cái chứng cứ, họ nói là ồ những người này vi phạm luật pháp Việt Nam, những người này là loạn luân này nọ. Thành ra những tổ chức quốc tế đó hoặc là những cái bên thứ ba họ cũng sẽ nói ok các anh, chúng tôi không thể nào mà tin các anh được khi mà chúng tôi không có nắm vững được cái sự thật. Thành ra chúng tôi không thể nào mà để cho các anh take care những em bé như thế này trong cái sự nghi ngờ, trong khi xã hội họ đang nghi ngờ là mọi người ở trong này đang lợi dụng những đứa bé để mà kiếm tiền, rồi đang gọi là mình gọi là intimidated, đó là có nghĩa là những đứa bé nó lớn lên ở trong một cái khuôn khổ, một cái thiền am như vậy. Nó chỉ biết những cái gì mà người lớn nói thôi. Những người lớn chỉ nói nó như vậy, làm như vậy là đúng, làm như vậy là đúng, thì nó biết cái chuyện đó thôi. Chứ còn ngoài ra đó nó không có biết cái chuyện gì nữa. Đó. Thành ra để tránh cho những đứa bé nó bị lợi dụng thì chúng ta những người lớn chúng ta cũng phải có trách nhiệm là chúng ta phải một lần mình phải làm đi, một lần làm cho nó ra lẽ, là mình cũng yêu cầu Tỉnh Thất Bồng Lai đi thử DNA để mà tất cả mọi người đều được biết là ok những đứa bé đó nó thật sự không có liên hệ gì tới ông Lê Tùng Vân hết, và mọi người vui vẻ
ủng hộ cho Tỉnh Thất Bồng Lai. Đó là cái mà Nam Quang nghĩ là Tỉnh Thất Bồng Lai nên làm. Không biết quý vị có đồng ý với Nam Quang không, nhưng mà cái đó là những cái suy nghĩ của Nam Quang. Quý vị biết rồi, Nam Quang nghĩ gì nói đó, mình không có bênh vực ai một cách vô lý hết, mình nói cái sự những cái suy nghĩ của mình ở trên cái phương diện là luật pháp và luật pháp pháp lý. Nam Quang không có thiên về tình cảm giống như anh Nguyễn Tiến Dũng, cái người bạn của Nam Quang hay ngồi bên này, thì chúng tôi vẫn tôn trọng cái cách suy nghĩ của nhau. Wow, nói chút xíu vậy mà gần 50 phút rồi ha. Vâng, thưa quý vị, thì đó, Nam Quang nghĩ, sau những cái gì mà Nam Quang trình bày, thưa quý vị, thì Nam Quang nghĩ là Tỉnh Thất Bồng Lai hiện giờ họ đang bị tứ bề thọ địch đó. Họ cần phải có những cái động thái, và những cái động thái đi đúng để mà chứng minh cái sự vô tội của họ. Họ phải chiếm lại cái lòng tin của quần chúng. Thì bây giờ mình chỉ nói như vậy thôi. Nếu như mà tất cả 2 triệu subscribers của Tỉnh Thất Bồng Lai ở trên ở trong YouTube của họ đó ủng hộ họ thì vẫn chưa đủ, quý vị. Tại vì ở ngoài kia 97 triệu dân của Việt Nam mà giờ họ chỉ có 2 triệu người ủng hộ họ, thì bây giờ cũng sẽ có rất là nhiều người không ủng hộ họ. Bây giờ nếu như mà mình nghĩ là ok khoảng chừng 50 triệu người ủng hộ họ đi, thì lúc đó thì còn có thể nói là ok, còn bây giờ chỉ có khoảng chừng 2 triệu người ủng hộ Thiền Am thì nó chưa có đủ. Bây giờ Thiền Am phải làm một make một cái move là rất là smart move, là phải phải chơi một cái ván bài thông minh để mà chiếm lại cái cảm tình của quần chúng, để rồi xong rồi sau đó chứng minh mình vô tội bằng cách là thảy cái kết quả xét nghiệm DNA vô trong mặt của tụi công an Long An với lại tụi Cộng sản Việt Nam đó, cái đám bò đỏ đó, thưa quý vị. Thì đó là cái mà Nam Quang nghĩ là Tỉnh Thất Bồng Lai nên làm. Tại vì mình nói chuyện với lại cũng khá nhiều người, ok? Mình nói chuyện với lại rất là nhiều người, thì cả bên Việt Nam lẫn bên này. Thì bây giờ mình nói chuyện với, thí dụ một cái tỷ lệ khoảng chừng, bây giờ mình cho khoảng chừng 10 người đi ha, để mình nói tỷ lệ. Thì cũng là 50 ủng hộ Thiền Am và 50 không ủng hộ Thiền Am đó quý vị. Chứ không phải là ai cũng cũng nghĩ là thương Thiền Am và nghĩ là Thiền Am tốt đâu. Thì bởi vậy còn những cái người mà họ không có ủng hộ Thiền Am đó, họ thường họ không có nói ra, nhưng mà họ không có active ở trên Facebook, nhưng mà khi mà Nam Quang nói chuyện với lại những cái người đó, họ họ tin là Thiền Am, ông Lê Tùng Vân là lợi dụng những cái người phụ nữ ở trong Thiền Am. Ok, Nam Quang không có kết luận nha, Nam Quang nói một lần nữa, Nam Quang không kết luận gì hết, tại Nam Quang không biết gì hết về chuyện đó. Mình ngồi cách xa nửa vòng trái đất làm sao mình biết được chuyện ổng có quan hệ này có quan hệ kia. Mình về luật pháp là mình phải cho họ cái benefit of the doubt, là mình phải mình trước khi mà người ta có tội thì người ta vô tội, trước khi mà mình kết tội người ta có tội là người ta vô tội, thưa quý vị. Cho nên hiện giờ ông Lê Tùng Vân vẫn là vô tội trong cái vấn đề loạn luân. Thì bây giờ để mà chinh phục được những cái người hiện giờ đang nghi ngờ ông thầy ông nội đó là loạn luân, thì ok chỉ còn cái cách đó. Nam Quang không biết quý vị có cái cách nào để giải quyết nữa không, nhưng mà Nam Quang nghĩ đó chỉ cái cách đó là tất cả mọi người nói ok bữa giờ mình cứ nghi ngờ ông Lê Tùng Vân với lại mấy ông nhất nguyên nhị nguyên trong đó loạn luân linh tinh,
Vậy bây giờ ok, có kết quả xét nghiệm mà của bên thứ ba nè, của quốc tế luôn nè, họ đã xét nghiệm mà họ chứng minh là ô chà, mấy ông này không có phải là con của mấy đứa bé đó, không phải là con của mấy ông này, thì mấy ông này vô tội rồi. Thì lúc đó trời, Tỉnh Thất Bồng Lai là có thể là khoảng chừng vài triệu subscriber nữa, chứ không phải là chỉ có 2 triệu không, thưa quý vị, đúng không? Đó là cái mà Nam Quang nghĩ là Tỉnh Thất Bồng Lai nên làm để mà bẻ gãy hai cái vòng kim cô nó đang ở trên đầu của Tỉnh Thất Bồng Lai. Thì đó là cái chương trình mà hôm nay Nam Quang muốn chia sẻ cùng quý vị thôi. Những cái lúc mà ngồi với anh Nguyễn Tiến Dũng thì chúng tôi không có đủ giờ để mà chúng tôi nói, cho nên hôm nay Nam Quang ngồi riêng thì Nam Quang cũng muốn chia sẻ cái phần cảm nghĩ của Nam Quang nói như vậy. Thì rất là cảm ơn quý vị đã theo dõi chương trình của Nam Quang, và hẹn gặp lại quý vị trong cái chương trình kế tiếp, thì có thể là thứ ba ngồi chung với anh Nguyễn Tiến Dũng, hoặc là ngày mai có những cái chương trình về cộng đồng, thì đó Nam Quang sẽ gửi đến quý vị cái những cái thông tin mới. Đúng rồi, ngày mai có thể Nam Quang sẽ nói một chút xíu về cái chuyện cái rally Save America của Tổng thống Donald Trump xảy ra ngày hôm qua. Thì có một số những cái tin tức mà những cái chi tiết mà Nam Quang cần phải follow up để Nam Quang phân tích cho quý vị nghe cái bài nói chuyện của Tổng thống Donald Trump ở Arizona nha quý vị nha. Cảm ơn quý vị đã theo dõi chương trình, và xin hẹn gặp lại quý vị trong cái chương trình kế tiếp.